Hòa cùng niềm vui kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An, Đảng bộ và nhân dân huyện Nam Đàn cũng đang chuẩn bị cho sự kiện đón bằng di tích quốc gia đặc biệt Đình Hoành Sơn thuộc xã Khánh Sơn. Phóng sự do nhóm phóng viên vừa thực hiện. Đình Hoành Sơn tọa lạc trên diện tích hơn 1.663 m², gồm hai tòa nằm bên hữu ngạn sông Lam thuộc xã Khánh Sơn. Đình được xây dựng vào tháng 2 năm 1763, thời Lê Hiển Tông 1740-1786. Đây là nơi thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang. Ngoài ra còn phối thờ Tứ Vị Thánh Nương. Với giá trị kiến trúc nghệ thuật độc đáo, được đánh giá đẹp bậc nhất miền Trung, Đình Hoành Sơn được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1980. Ngày 25 tháng 12 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 2082 về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Hiện nay công tác chuẩn bị cho lễ đón bằng di tích quốc gia đặc biệt Đình Hoành Sơn đang được chính quyền địa phương và người dân triển khai. Ủy ban nhân xã Khánh Sơn đã xây dựng kế hoạch phân công cho ban chỉ đạo, rồi kế hoạch phân công cho các cái tổ chức đoàn thể là tổ chức trùng tu, tu sửa, vệ sinh khuôn viên, xây dựng sân, rồi là tổ chức công tác tuyên truyền trên địa bàn xã, đặc biệt nhất là vận động nhân dân là đóng góp về tinh thần và vật chất để mua sắm các cái thiết bị như là cây cảnh này, rồi là đồ tế khỉ này, rồi là trang trí khuôn viên, mua ghế đá, rồi các cái nội dung để phục vụ tốt cho cái lễ đón nhận bằng di tích cấp quốc gia đặc biệt sắp tới. Để chuẩn bị đón bằng di tích lịch sử quốc gia Đình Hoành Sơn thì người dân ở đây rất nôn nức, phấn khởi, hô hởi. Bằng những việc làm cụ thể thì người dân tích cực hưởng ứng các phong trào dọn dẹp vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp để những gì. Lễ đón bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt Đình Hoành Sơn được tổ chức trọng thể trong lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An tại quảng trường Hồ Chí Minh vào tối mai 30 tháng 11. Sau đó, sáng ngày 1 tháng 12, huyện Nam Đàn sẽ tổ chức lễ rước an vị bằng và tổ chức các nghi lễ tại di tích quốc gia đặc biệt Đình Hoành Sơn. Sau gần một tháng chuẩn bị thì nói chung là từ cái tu sửa cấp thiết chỉnh trang về vệ sinh khu vực trong và ngoài của đình, rồi là tổ chức tuyên truyền, rồi tổ chức là các cái công việc để chuẩn bị cho cái lễ đón bằng thì đến hôm nay thì nói chung là mọi công việc đã là hoàn tất để chuẩn bị để chờ cái ngày tổ chức đón nhận. Người dân huyện Nam Đàn càng tự hào hơn về giá trị văn hóa tiêu biểu độc đáo của Đình Hoành Sơn, từ đó gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị của Đình Hoành Sơn nói riêng, 167 di tích danh thắng trên địa bàn, để cùng thực hiện đề án thí điểm xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch giai đoạn 2018-2025.